Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình góp từ Coin Fluency, nhận tốc cần CNF cho tất cả các bạn. Một tốc cần CNF bằng khoảng 120 đô. Trước kia mình đã giới thiệu cho các bạn một dáng này mà nó chạy vòng 1 các bạn. Hôm nay là vòng 2, các bạn nào đó làm vòng 1 thì làm luôn vòng 2 các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả, mở Telegram các bạn bấm nút start để chat chatbot nha các bạn. Rồi chương trình này góp này, rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cũng cho anh kênh góp kênh trailer nha các bạn. Này thì các bạn chỉ việc điện thông tin thôi. Đây dòng mộng mình có làm rồi các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nha các bạn. Theo Word thì các bạn cho anh vào kênh trailer nữa nha các bạn. Rồi các bạn theo Word thì các bạn like và tự quyết nha các bạn. Đây thì dòng 2 nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chờ nó chút rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like và tự quyết nha các bạn. Chương trình đánh góp này nó sẽ phân phối vào ngày 25 tháng 12 năm 2020 nha các bạn. Rồi các bạn bấm nó. Rồi. Rồi các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng anh 1133. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục thì username theo Word các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ ví BNB Smart Chain nha các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ NH được. Rồi sao chép lại các bạn. Chạy trên nền tảng Bet 20. Rồi. Rồi sau mời cái đây thì các bạn lấy chi lên ghép chia sẻ cho bạn bè và những người thân là nhận thêm tốc cần tất cả các bạn. Vậy video đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.